Sáng nay tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước giữ nước. Tham dự cái lễ giỗ tổ để thắp hương tưởng nhớ đến nguồn cội tổ tiên của mình và cũng truyền dẫn cho con cháu mình hiểu biết về nguồn cội, về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Toàn quân chủ động phòng chống hạn hán. Hai tàu Hải quân 011 và 015 bắt đầu các hoạt động đối ngoại. Giá dứa thấp, người trồng dứa lao đao. Chủ tịch Cuba kêu gọi người dân đoàn kết xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 14 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh thành và nhiều người dân các địa phương trên cả nước. Trong thời khắc thiêng liêng, tại Thượng Cung trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, tri ân tưởng nhớ công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc để ngày nay con cháu các vua hùng tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cùng cầu mong xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn, đất nước bình an, phát triển vững mạnh, hùng cường. Trước anh linh các vua hùng, thay mặt đồng bào cả nước, đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Kỷ Hợi 2019 đã đọc chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày giỗ tổ Hùng Vương. Chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên, ca ngợi khắc ghi công lao to lớn của các vua hùng, ca ngợi tinh thần cuột khởi kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước. Đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Sau lễ dâng hương tại đền thượng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đến đặt hoa và thắp hương tại lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng và trồng cây lưu niệm. Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2019 được tổ chức trang nghiêm trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc, gắn với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, tuyên truyền rộng rãi với đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hát xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, góp phần nâng tầm văn hóa Việt Nam trong cộng đồng đời sống văn hóa dân tộc trong nước và quốc tế. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Trong những ngày này, người dân trên mọi miền Tổ quốc về dâng hương tưởng nhớ các vua hùng. Để trở thành những người tham dự lễ hội sớm nhất, được dâng hương tại đền vua hùng, nhiều người dân đã tới đền Hùng ngủ qua đêm tại các bãi cỏ, ghế đá. Bồi hồi từ hôm qua giờ không ngủ được, cô mong là được đến ngày giỗ vua Hùng để được lên lễ vua Hùng, rồi cô cứ bồi hồi sướng lắm, vui sướng và thích, chỉ muốn là nhanh chóng sáng ngày đi thật sớm đi. Con rất là vinh dự, hôm nay là ngày chính của cái ngày giỗ tổ của Vương, thì đi nói trong cái không khí kể cả từ an ninh, trật tự nói chung là rất đảm bảo an toàn cho việc là đi lễ. Năm nay, dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng trùng với thời gian nghỉ cuối tuần, cùng điều kiện thời tiết thuận lợi khiến lượng khách đổ về không gian di sản tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là cơ hội để mỗi người cảm nhận được quá khứ hào hùng của dân tộc qua khối di sản đồ sộ còn lưu dấu. Chúng tôi rất là lấy làm coi như là xúc động hoặc rất là cảm động khi coi như lần đầu tiên
trong cuộc đời của mình coi như được đến đây để mà dỗ tổ vua Hùng. Điều đó làm cho mình cảm thấy rất là tự hào. Đi từ lúc 3 giờ sáng coi như chúng tôi từ ở Bình Yên mà lên đến đây thì coi như là cũng cùng gia nhập với cái đoàn này, và hiện nay thì rất thấy là phấn khởi. Cũng trong khuôn khổ lễ hội còn có hội trại văn hóa, hội thi bơi trải và các chương trình biểu diễn quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hát xoan Phú Thọ và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống khác. Cùng với đồng bào cả nước, ngày hôm nay nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, cùng thành kính hướng về Quốc tổ với lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào của lớp cháu con về công ơn tạo dựng, đắp bồi giang sơn của các thế hệ tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Lễ giỗ tổ tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã có mặt tại đây để chứng kiến lễ giỗ tổ với các nghi thức truyền thống như diễu hành đón rước lễ, lễ tế theo nghi thức cổ truyền, lễ dâng hương, dâng hoa tại đền thờ các vua Hùng. Ngoài kiệu rước lư hương, đồ lễ cúng các vua Hùng, còn có mâm quả, trà rượu, kiệu bánh chưng, bánh dày. Tôi rất là tự hào về dân tộc của mình, cho nên ngày lễ giỗ tổ là một ngày rất là thiêng liêng trọng đại đối với tôi. Tham dự cái lễ giỗ tổ để thắp hương tưởng nhớ đến nguồn cội tổ tiên của mình và cũng truyền dẫn cho con cháu mình hiểu biết về nguồn cội, về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mình cảm thấy rất là vinh dự và hào hứng khi mà được tham gia lễ giỗ tổ ngày hôm nay. Thì theo mình thì mọi người nên nhớ về cái cội nguồn của mình và đã lấy ngày 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ thì mọi người sẽ hướng về cái ngày giỗ tổ này và nhớ về cội nguồn. Đền tưởng niệm các vua Hùng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh được xem là lớn nhất Đông Nam Bộ. Đây cũng là năm thứ 10 đền tưởng niệm này được đưa vào hoạt động. Suốt nhiều năm qua, nơi đây trở thành một điểm đến quen thuộc không chỉ với người dân thành phố Hồ Chí Minh mà còn với rất nhiều người dân ở các tỉnh thành lân cận. Mỗi dịp giỗ tổ, nhiều người vượt đường xa tới đây để thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Dầu ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ 13 ghi trong cái tư tưởng đầu óc mình không bao giờ quên. Hôm nay tất bật có mặt về lễ mừng hân hoan như vậy đó. Cây có cội lá có nguồn thì người Việt Nam mình cũng vậy, không có các vua Hùng có công gây dựng đất nước thì không có đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Cho nên mình nghĩ là ai trong chúng ta mang dòng máu của người Việt Nam thì luôn luôn nhớ ơn gây dựng đất nước của các vua Hùng ngày hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay, tại đền thờ các vua Hùng ở công viên văn hóa Suối Tiên, công viên Tao Đàn và Thảo Cầm Viên cũng diễn ra các nghi thức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc tổ Hùng Vương. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú như hội trại, triển lãm, diễu hành để kết nối tinh thần đoàn kết và hun đúc tình yêu quê hương đất nước của người dân Việt Nam. Không chỉ tại Phú Thọ hay thành phố Hồ Chí Minh mà những ngày này các địa phương khác trong cả nước cũng long trọng tổ chức lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương. Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nơi có 4 đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, lễ giỗ tổ được chuẩn bị từ rất sớm. Mỗi người đều tích cực tham gia dọn dẹp trang trí, đảm bảo công tác tổ chức diễn ra tốt đẹp và thành công. Cùng với Phú Thọ, việc thờ cúng vua Hùng ở thành phố Đà Lạt được tổ chức trang trọng, thể hiện sự tri ân báo hiếu với tổ tiên đã có công dựng nước. Còn ở thành phố Cần Thơ, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân đã đến dâng hương tại bảo tàng thành phố. Mỗi quận huyện của thành phố Cần Thơ cũng kính dâng lên Quốc tổ Hùng Vương những sản vật mang tính đặc trưng của từng địa phương. Các nội dung trong phần tiếp theo của bản tin: hai tàu hải quân 011 và 015 bắt đầu các hoạt động đối ngoại. Các đơn vị của quân khu 2 chủ động xây dựng các mô hình quản lý tư tưởng hiệu quả, giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập đơn vị, an tâm công tác. Để chủ động khắc phục khó khăn, giữ ổn định đời sống bộ đội và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân ở các khu vực có thể xảy ra hạn hán, Tổng cục Hậu cần vừa có công văn gửi các đơn vị trong toàn quân. Theo đó, Tổng cục Hậu cần đề nghị lãnh đạo chỉ huy các đơn vị tăng cường giáo dục cho bộ đội thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm. Đặc biệt, cơ quan hậu cần các đơn vị cần tổ chức bảo đảm đầy đủ mọi mặt hậu cần cho bộ đội,
thường xuyên theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo khuyến cáo của địa phương, nắm chắc diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn để có phương án xử lý kịp thời. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị cần tích cực tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, kết hợp kiểm tra bảo đảm chất lượng, vệ sinh nguồn nước để bảo đảm ăn uống sinh hoạt cho bộ đội, có biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để ổn định tăng gia sản xuất. Đối với các đơn vị trong khu vực dự kiến xảy ra hạn hán, cần chủ động có phương án bảo đảm nguồn nước sạch cho bộ đội, sẵn sàng tham gia vận chuyển, hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn. Các đơn vị đóng quân trên địa bàn Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tăng cường các biện pháp dự trữ nước để chủ động sử dụng trong mùa khô hạn. Chiều nay, biên đội tàu 011 Đinh Tiên Hoàng và 015 Trần Hưng Đạo đã rời quân cảng Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo và các hoạt động hải quân đa phương với hải quân các nước trên thế giới. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác giao lưu với hải quân các nước trên thế giới thông qua các hoạt động đa phương. Trong chuyến công tác, các thủy đoàn thực hiện huấn luyện, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao kỹ năng, thao tác làm chủ trang bị mới của bộ đội khi hoạt động dài ngày trên biển, đồng thời tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế. Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn chuẩn bị có hải trình tham gia các hoạt động giao lưu với hải quân hai nước Indonesia và Singapore. Đây cũng là dịp để cán bộ học viên của Học viện Hải quân tham gia huấn luyện trên biển. Trong những ngày vừa qua, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn đã huấn luyện bổ sung và nâng cao các nội dung như nghi thức chào cảng, chống cháy, chống chìm, chống cướp biển, cứu nạn trên biển, huấn luyện các ngành trên tàu và huấn luyện thao tác buồm. Việc thực hiện huấn luyện cho thủy thủ học viên trước khi đi biển đường dài là vô cùng quan trọng, giúp học viên nắm vững các nội dung huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị và kỹ năng chuyên môn. Nhân dịp Tết Chu Trần Nam Thơ Mây năm 2019, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh, Quân khu 3, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu Bảo vệ bờ biển đảo, Quân khu đặc biệt, Cục Phát triển Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng Campuchia. Đại diện Quân khu 9 thông tin với các đơn vị quân đội nước bạn về một số kết quả đạt được trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 9, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị của các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện Quân khu 9 tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chính quyền, nhân dân nước bạn, cán bộ chiến sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng gia đình đón Tết Chuan Chan Nam Thơ Mây đầm ấm vui tươi. Những ngày này đang diễn ra Tết cổ truyền Songkran ở Lào, Thái Lan, Tết Chuan Chan Nam Thơ Mây của Campuchia và Tết Té Nước Thinh Chan của Myanmar. Dù ở bất kỳ quốc gia nào thì Tết luôn là khoảng thời gian tạm gác những lo toan của cuộc sống để sum họp bên những người thân yêu. Tuy phải xa gia đình nhưng đây là dịp để các học viên quân sự các nước đang học tập tại Việt Nam vừa vui Tết vừa giới thiệu các nét đẹp truyền thống, những món ăn đặc sắc của dân tộc mình tới bạn bè quốc tế. Đây là món ăn thịt lạp bò ạ. Đây là món ăn truyền thống và nổi tiếng của nước Lào ạ. Người Lào thường làm món ăn này vào các dịp như là đám cưới, thì Tết năm mới, lễ hội, vân vân. Và tất cả mọi người Lào đều thích món ăn này ạ. Món ăn này là món ăn của Campuchia gọi là món cỏ cố, làm với xào nhiều, ví dụ cá tim, vị ngô, xào lát và xào ngót và thơm. Chúng ta làm với thịt lợn. Món này gọi là món bún cá của Myanmar. Món này làm bằng chính là cá. Ở Myanmar thì có nhiều sông suối và biển, thì vùng miền nào cũng của Myanmar cũng có sông, thì có nhiều cá. Món ăn này là món ăn đặc biệt của Myanmar. Coi đu đủ là món ăn dễ tìm nguyên liệu. Mỗi khi đến dịp lễ hội, món quài đu đủ là món ăn không thể thiếu được và trở thành món ăn đặc trưng của người Thái. Dù đi đâu, ở đâu, họ cũng không quên được món ăn này. Vào mỗi dịp Tết như thế này, các lưu học viên quân sự Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan lại háo hức chuẩn bị các món ăn đặc trưng, truyền thống để giới thiệu đến thầy cô và các bạn học viên quốc tế. Với họ, đây là niềm tự hào, niềm vui trong những ngày Tết xa nhà.
mình đây là tấm áo truyền thống của người phụ nữ Lào vào mỗi dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay thì tôi có một vinh dự đặc biệt, đó là trải qua khoảnh khắc ấm cúng cùng với các bạn học viên Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar tại Học viện Khoa học Quân sự. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi trải nghiệm những nghi lễ, những nét đẹp truyền thống trong dịp Tết đặc biệt này của họ. Dù không được ở bên gia đình những ngày này, nhưng chắc hẳn các bạn học viên Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan cũng cảm thấy ấm lòng bởi họ nhận được rất nhiều tình cảm từ các thầy cô giáo và bạn bè. Ngày 14 tháng 4 năm 1979, theo đề nghị của Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 Quân tình nguyện Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ giúp bạn xây dựng, tái thiết đất nước, đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ nhân dân Campuchia khỏi sự quay lại của tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Sary. Hôm nay, lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận 479 được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận 479 là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Mặt trận 479 ôn lại những trang sử hào hùng của đơn vị, là dịp để cho thế hệ trẻ thêm trân trọng những cống hiến, đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước vì hòa bình. Sau 10 năm hoạt động tình nguyện, trở về với đời thường, cán bộ chiến sĩ Mặt trận 479 ngày nay đều phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ trong lao động, công tác xây dựng quê hương, giúp đỡ những đồng đội gặp nhiều khó khăn, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo. Thưa quý khán giả, thưa các đồng chí, trước nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan tác động đến đời sống của cán bộ chiến sĩ như tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, sự tác động của các thông tin xấu độc khiến cho công tác tư tưởng hiện nay càng có vị trí và vai trò rất quan trọng. Làm tốt công tác tư tưởng sẽ trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lập trường, quan điểm, bồi dưỡng và phát triển thêm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, chủ động ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ chiến sĩ, đồng thời tạo sự đoàn kết thống nhất cao, chống mọi biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết, bảo đảm sức mạnh chiến đấu cao của đơn vị. Từ tầm quan trọng của công tác tư tưởng, các đơn vị trong toàn quân đã thường xuyên chủ động thông qua nhiều kênh thông tin để nắm chắc tình hình đơn vị, diễn biến tư tưởng của bộ đội, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Mặt khác, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với giáo dục thuyết phục, mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, trao đổi, đáp ứng tâm tư, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ, tạo ra môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, đưa đơn vị trở thành ngôi nhà thứ hai cho mỗi cán bộ chiến sĩ để họ yên tâm công tác, học tập và rèn luyện. Đang triển khai thực hiện. Ngay sau khi chiến sĩ về đơn vị, cán bộ phụ trách đã tiến hành nắm bắt hồ sơ thông tin chiến sĩ và hoàn cảnh gia đình, từ đó giúp chỉ huy đơn vị nắm bắt đặc điểm tâm lý, tình cảm, tư tưởng của chiến sĩ. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động phân công, cắt cử cán bộ phụ trách, theo dõi, giúp đỡ, động viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc về tư tưởng, những điều chiến sĩ còn băn khoăn, khúc mắc. Tôi cùng các đồng chí trong đơn vị đã chủ động nói chuyện, tâm sự, trao đổi, cởi mở thân tình với các đồng chí chiến sĩ mới, tạo sự gần gũi giữa cán bộ với chiến sĩ, giúp cho chiến sĩ mới cảm thấy đơn vị như là nhà, cảm thấy cán bộ trong đơn vị như là người anh, người chị và người bạn. Từ đó sẽ giúp các đồng chí chiến sĩ mới chủ động hơn và tự giác hơn bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình. Năm 2019 này, trong tổng số chiến sĩ mới nhập ngũ về sư đoàn 316 quân khu 2, có tới 65% là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, trình độ văn hóa và khả năng nhận thức không đồng đều. Nên ngay trong cách sắp xếp cán bộ phụ trách, sư đoàn 316 cũng ưu tiên cán bộ là người cùng dân tộc với phần đa chiến sĩ mới trong một đơn vị. Nhờ sự tương đồng về phong tục, tập quán, đặc biệt là có chung ngôn ngữ, nên việc cán bộ nắm bắt tư tưởng chiến sĩ mới sẽ có nhiều thuận lợi. Cùng với đó, sư đoàn 316 còn có rất nhiều mô hình hay như mô hình tổ 3 người, hệ thống chiến sĩ bảo vệ, mô hình 3 cùng, 2 trước, 2 sau, 3 đồng hành, 1 mục tiêu, đã giúp giải quyết tốt công tác tư tưởng để chiến sĩ mới tự tin phát biểu ý kiến và chủ động bộc bạch tâm tư, tình cảm, gần gũi, cởi mở với đồng chí, đồng đội. Được các cán bộ chỉ huy quan tâm, giúp đỡ, bồi dưỡng về các phương pháp trình bày ý kiến. Do đó thì
đã tự tin hơn trong việc phát biểu ý kiến trước tập thể, hội nghị cũng như là các buổi sinh hoạt đại đội, chi đoàn và các ngày công tác chính trị. Chúng tôi đã tổng kết lại và có rất nhiều các mô hình hay và cách làm hiệu quả trong cái việc quản lý tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đối tượng chiến sĩ mới nhập ngũ 2019. Qua hơn một tháng huấn luyện cho đến thời điểm hiện nay là 100% là các đồng chí yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt và khá các nội dung huấn luyện. Tư tưởng không thông, đeo bình tông cũng nặng. Có thể thấy công tác chính trị và tư tưởng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bằng những cách làm hay, sáng tạo trong nắm bắt và kịp thời giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ là điều kiện quan trọng giúp xây dựng tình đoàn kết, sức mạnh thống nhất toàn đơn vị để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tại trường Sĩ quan Lục quân 1, rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ đã ra đời từ yêu cầu thực tiễn trên thao trường để đưa vào phục vụ yêu cầu thực tiễn trong giảng dạy. Trong đó có nhiều sản phẩm đã được vinh danh giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Nhờ vậy mà phong trào thi đua sáng kiến tại trường đã có những bước tiến nổi bật, cho ra trường những thế hệ học viên có kiến thức sát thực tế đơn vị, sát vũ khí, trang bị kỹ thuật. Sáng kiến mô hình ghế lái xe của nhóm tác giả bộ môn xe máy khoa binh chủng trường Sĩ quan Lục quân 1 giúp học viên dễ dàng tự học, luyện tập thành thục động tác. Giảng viên cũng dễ dàng kiểm tra, uốn nắn, sửa tập. Để mô hình hóa đầy đủ các cơ cấu điều khiển trong buồng lái, nhóm giảng viên đã thiết kế ghế lái xe trên giá sắt, kích thước sát thực tế, tận dụng các chi tiết, bộ phận xe cũ đã thanh lý và thiết bị dễ tìm trên thị trường. Từ khi có sáng kiến mô hình ghế lái xe, thì lúc giảng viên lên lớp, giới thiệu bài lái và làm mỗi động tác, chúng tôi quan sát được đầy đủ các thao tác, nên chúng tôi có thể hiểu được các động tác cơ bản trong lái xe. Vì vậy, khi huấn luyện, chúng tôi vừa làm quen với các động tác lái cơ bản như khi lái xe thật, vừa có thể tự kiểm tra các động tác của mình nhờ vào hệ thống đèn báo và âm thanh mô phỏng. Phần mềm mô phỏng máy vô tuyến điện sóng ngắn phiên bản tiếng Anh mô phỏng đầy đủ các quy trình khai thác sử dụng máy vô tuyến điện sóng ngắn theo chương trình, dễ dàng chiết xuất phục vụ từng bài giảng khác nhau. Phần mềm đã được chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh với mong muốn nâng cao khả năng tiếp cận tiếng Anh của người sử dụng. Việc đưa phần mềm vào sử dụng thì giúp cho học viên quan sát được máy thuận tiện dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì việc cài đặt cái phần mềm này về vào trong máy tính ở trên giảng đường thì học viên có thể là giờ tự học, học viên có thể là tự nghiên cứu. Còn tại khoa bắn súng, thiết bị kiểm tra kỹ thuật ngắm bắn súng diệt tăng B41 ra đời. Từ thực tế, loại súng này chưa có phương tiện hỗ trợ kiểm tra đánh giá trình độ bắn. Từ khi thiết bị ra đời, người tập vận dụng các tư thế, động tác bắn vào mục tiêu bố trí ở bất kỳ cự ly nào, giảng viên đều có thể kiểm tra và kết luận được trình độ, kỹ năng bắn của người tập. Cái quyết định cho ra sản phẩm này, đấy chính là tìm ra được cái thấu kính như thế nào, xác định được vị trí đặt của nó, góc độ đặt bao nhiêu để lấy được cái lưới kính trong kính ngắm quang học. Tất cả các cái sáng kiến cải tiến của chúng tôi thì đều là thông qua các hoạt động thực tiễn trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường, đặc biệt là trên thao trường, trong cái huấn luyện chiến thuật, trong huấn luyện bắn súng và trong huấn luyện nhiều cái chuyên ngành khác. Khi nó ra đời thì nó có giá trị rất là thiết thực và phục vụ trực tiếp cho các cái nhiệm vụ. Năm học 2017-2018, trường Sĩ quan Lục quân 1 đã có 24 đề tài nghiên cứu, 43 sáng kiến. Hoạt động nghiên cứu cải tiến sáng kiến, đồ dùng học tập được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, khoa, đơn vị, đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa bàn giao 5 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ 27kg ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền. Thành phố Hạ Long công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 hôm nay đã bàn giao 5 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ 27kg ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào chiều hôm qua, lực lượng của Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ một vụ vận chuyển khối lượng lớn ma túy tại xã An Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đối tượng bị bắt là Dư Quốc Cường, sinh năm 1990, trú tại phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tăng vật thu giữ gồm có 26 kg ma túy tổng hợp, trong đó có 8,2 kg ma túy dạng viên nén, 17,8 kg ma túy dạng đá. Ngay trong đêm qua, các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ thêm 4 đối tượng là Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1978, Nguyễn Thanh Phượng sinh năm 1967, Lê Nguyễn Tuyên Khoa sinh năm 1986, Nguyễn Thị Thanh Nhi sinh năm 1996, đều thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng vật thu giữ gồm có 7.000 viên ma túy dạng nén và 1 kg ma túy dạng đá. Hiện nay thì các cơ quan chức năng đang tiến hành phối hợp điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp đã được mổ cấp cứu thành công trên đảo Phan Vinh vào ngày hôm qua. Theo đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, tàu câu mực số hiệu QNG90954TS đưa bệnh nhân Nguyễn Thanh Trung, 52 tuổi, từ đảo Núi Le sang đến đảo Phan Vinh. Theo thông tin của ban đầu, thì bệnh nhân xuất hiện cơn đau. Ngay sau khi bệnh nhân vào đảo, lực lượng quân y đã khám, chẩn đoán và mở máy hội chẩn trực tiếp với Bệnh viện Quân y 7, quân khu 3. Chẩn đoán chính xác, viêm ruột thừa cấp và triển khai phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã tỉnh táo và dần hồi phục sức khỏe. Cho đến thời điểm này, thành phố Hạ Long là địa phương thứ 7 trên 14 huyện thị thành phố của tỉnh Quảng Ninh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Chi cục thú y tỉnh Quảng Ninh xác nhận ổ dịch tại đàn lợn 27 con của gia đình ông Đặng Văn Tùng, tổ 5 khu 1 phường Hà Khẩu. Lực lượng chức năng của thành phố cùng lực lượng thú y tỉnh đã triển khai tiêu hủy và khử trùng tiêu độc, vệ sinh chuồng trại nhằm ngăn chặn không cho dịch lây lan. Hiện nay Quảng Ninh vẫn duy trì các chốt trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào tỉnh và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng có nguy cơ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi do việc lưu thông vận chuyển gia súc, gia cầm và động vật. Thực hiện đề án thí điểm nhận diện khoai tây Đà Lạt, ngăn chặn khoai tây nhập từ Trung Quốc, giả danh thương hiệu khoai tây Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã dán tem chống giả cho hơn 1.500 tấn khoai tây trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã cung cấp cho 9 đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm khoai tây Đà Lạt 65.600 thùng bao bì đóng gói loại 10 kg bằng chất liệu cắt tông 5 lớp. Bên trên có logo thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Mỗi thùng cắt tông còn chứa từng túi lưới 0,5 kg và 1 kg. Bên trong đều dán một tem chống giả và một nhãn hiệu nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt. Những ngày vừa qua, dù mới bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dứa chính vụ, nhưng giá dứa tại nhiều địa phương đã giảm giá rất thấp, chỉ còn từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá mà người trồng dứa bị thua lỗ nặng. Tại tỉnh Thanh Hóa, đây là năm thứ 2 liên tiếp nông dân phải đối diện với cảnh chịu lỗ vì giá quả dứa quá thấp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Em nói chị này, tức là sáng là giả đồng 8, là đồng nghĩa là hàng chị không bị chín quá này. Thứ hai là nó không phải bẻ là những quả này, mà sẽ bẻ quả cao hơn. Đấy. Sau một hồi mặc cả giá giữa thương lái với chủ vườn, giá dứa được chốt là 1.700 đồng 1 kg. Với trọng lượng trung bình mỗi quả là 0,5 kg, tính ra một quả dứa có giá chưa đầy. Ở tại tỉnh Thanh Hóa, lại đối diện với cảnh phải đổ bỏ thành quả sau một năm trồng và chăm sóc. Điều đáng nói là đây đã là vụ thứ hai người trồng dứa đối diện với cảnh giá dứa xuống thấp kỷ lục. Nhưng diện tích trồng dứa tại tỉnh Thanh Hóa lại vẫn đang được mở rộng. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này? Chúng tôi sẽ cùng tiếp tục đề cập trong các bản tin tiếp theo. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel kêu gọi người dân Cuba đoàn kết xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng. Phong trào hạn chế xả rác thời trang hướng tới sử dụng thời trang bền vững đang nhận được sự ủng hộ sâu rộng của nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi người dân Cuba đoàn kết, xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên tục làm tổn hại mối quan hệ giữa hai quốc gia. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Hoa Kỳ đang thực hiện một chính sách bóp nghẹt về mặt tài chính, khiến hoạt động nhập khẩu nhu yếu phẩm của Cuba gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những bất cập nội tại cũng góp phần vào những khó khăn này.
Rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đang âm mưu siết chặt hàng rào bao vây chủ quyền của Cuba, làm trầm trọng thêm lệnh bao vây và trừng phạt tài chính. Hoa Kỳ đã gây áp lực cản trở tín dụng và tài chính của các nước thứ ba, trong khi về đối nội, chúng ta vẫn đang mang những gánh nặng của những yếu kém về mặt hành chính, tâm lý nhập khẩu, thiếu tích lũy và cũng không thể không kể tới những dấu hiệu của tham nhũng. Cùng với áp lực từ phía Hoa Kỳ, nền kinh tế Cuba tăng trưởng chậm một phần là do đối tác chiến lược Venezuela gặp bất ổn chính trị, khiến quốc đảo Caribe rơi vào tình trạng khan hiếm chất đốt, năng lượng và những mặt hàng cơ bản như bánh mì, thịt gà và trứng. Ngoài ra, Cuba cũng chịu thiệt hại do chính phủ cánh hữu lên nắm quyền ở Brazil và hủy bỏ các thỏa thuận về hợp tác y tế với nước này. Một cuộc tuần hành quy mô lớn tại Bình Nhưỡng đã được Triều Tiên tổ chức để chào mừng Chủ tịch Kim Jong Un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên. Trong đoạn video do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cung cấp cho báo chí, có hàng nghìn người, gồm cả các quan chức cấp cao, sĩ quan quân đội và đông đảo người dân Triều Tiên đã tham gia tuần hành tại quảng trường Kim Nhật Thành. Tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội, Cho Ryung-hae đã có bài phát biểu chào mừng tại sự kiện. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, vị trí quyền lực cao nhất của đất nước trong phiên họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 14 ngày 11 tháng 4 vừa qua. Sau đó một ngày, ông Kim Jong Un đã có bài phát biểu về chính sách của đất nước. Trong đó ông nêu rõ, nếu Hoa Kỳ đề nghị tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần 3 với thái độ đúng đắn và phương pháp thích hợp, Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành thêm một cuộc gặp như vậy. Hàng chục nghìn người áo vàng tại Pháp lại đổ xuống đường biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đánh dấu tuần thứ 22 liên tiếp làn sóng biểu tình này diễn ra. Bộ Nội vụ Pháp thông báo 31.000 người tham gia biểu tình trên cả nước trong ngày hôm qua, cao hơn mức 22.300 người tham gia cuộc biểu tình hồi tuần trước. Tâm điểm của cuộc biểu tình cuối tuần lần này là thành phố Toulouse ở miền Tây Nam nước Pháp, nơi từ nhiều tuần qua được coi là thủ đô của lực lượng áo vàng. Căng thẳng và đụng độ đã xảy ra khi cảnh sát Toulouse ngăn chặn những người biểu tình tiến về phía quảng trường Capitol ở trung tâm thành phố Toulouse. Dự kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong vài ngày tới sẽ đưa ra các chính sách mới, được cho là câu trả lời đầy đủ nhất cho cuộc khủng hoảng áo vàng sau khi nước Pháp kết thúc 3 tháng tổ chức các cuộc tranh luận trên toàn quốc. Trong số các biện pháp mới có thể sẽ có biện pháp cắt giảm thuế thu nhập hoặc một kế hoạch tăng lương hưu theo tình hình lạm phát nhằm xoa dịu sự bất bình của người dân với kế hoạch tăng thuế nhiên liệu, vốn là nguyên nhân khởi phát của phong trào biểu tình áo vàng. Trong trường hợp các chính sách của ông Macron không thuyết phục được phe áo vàng, nhiều khả năng tình trạng bạo lực sẽ tái diễn vào lần biểu tình cuối tuần tới 20 tháng 4. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp được hoàn tất. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin vừa đưa ra hôm qua bên lề kỳ họp mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Ông Mnuchin nhấn mạnh điều quan trọng là phải làm đúng thay vì tùy tiện đưa ra những thời hạn. Bộ trưởng Mnuchin cũng thông báo Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thảo luận một thỏa thuận 7 chương và đây sẽ là thay đổi đáng kể nhất trong quan hệ thương mại song phương trong 40 năm. Ông Mnuchin khẳng định thỏa thuận này sẽ được cả hai nước nghiêm túc thực hiện. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kéo dài hơn nửa năm qua, với việc hai bên liên tục áp thuế lẫn nhau đối với các mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra chỉ thị tăng quy mô lực lượng dân quân nước này thêm 1 triệu binh sĩ trong nỗ lực ổn định tình hình hiện nay. Ông Maduro khẳng định mục tiêu của ông là tăng số binh sĩ của lực lượng này lên đến 3 triệu người vào cuối năm nay từ 2 triệu người hiện nay. Ông cũng khuyến khích lực lượng này vẫn tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Lực lượng dân quân của Venezuela được thành lập từ năm 2008, bổ sung cho lực lượng vũ trang và nhận mệnh lệnh trực tiếp từ phủ tổng thống. Ngoài việc tăng cường an ninh quân sự, Venezuela cũng đang khôi phục lại mạng lưới điện quốc gia, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của kinh tế. Hiện phần lớn mạng lưới điện tại thủ đô Caracas đã được khôi phục. Chính phủ cũng đã thành lập các nhóm chuyên gia giải quyết tình trạng của mạng lưới điện, bao gồm máy phát, truyền tải, phân phối tại các trạm khác nhau, bảo đảm cung cấp điện cho người dân. Tháng 3 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã phát động phong trào hạn chế xả rác thải thời trang hướng tới sử dụng thời trang bền vững. Chương trình này đã nhận được sự ủng hộ sâu rộng của nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Cửa hàng thời trang Keep Boutique tại Anh nhìn qua có vẻ giống như nhiều cửa hàng thời trang khác, nhưng điều đặc biệt là tại đây, khách hàng bị giới hạn số lượng mua. Colgate Richard, chủ cửa hàng Keep Boutique, đặt mục tiêu thay đổi thói quen tiêu dùng thời trang nhanh của bộ phận lớn giới trẻ. Cô áp dụng quy định khách hàng chỉ được mua một sản phẩm một lần. Đối với tôi, quần áo luôn gắn liền với con người. Chúng ta nên mua những bộ quần áo mà chúng ta cảm thấy có sự gắn kết. Cô Kết cũng cân nhắc cẩn thận mỗi khi nhập hàng. Cô thường hợp tác với các nhãn hiệu sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vòng đời dài hơn. Theo các chuyên gia, con người đang ngày càng ý thức được về một lối sống bền vững. Những mục đích tốt đẹp như trên chưa bao giờ là muộn để thay đổi hành vi của người dân. Những doanh nghiệp lớn tên tuổi trong ngành công nghiệp thời trang như H&M hay Nike cũng ủng hộ sự thay đổi để hướng tới phát triển bền vững. Họ cam kết tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn, sử dụng những sản phẩm cũ làm chất liệu xây dựng cho các ngành khác như sàn phòng gym hay các khu vực vui chơi ngoài trời. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.